Rồi các bạn ơi, chúng ta đã được học về câu khẳng định cũng như câu phủ định của thể hiện tại đơn đối với động từ like. Bây giờ thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về câu hỏi của động từ like cũng như cái cách trả lời của câu hỏi đó nha. Rồi cùng cô tìm hiểu bài học. Rồi mình sẽ nhìn vào cái cột questions giùm cô. Đây là cái cột câu hỏi đối với động từ like ha. Rồi đối với động từ like là động từ thường thì mình sẽ có chữ do và chữ does đứng ở đầu câu tùy theo cái chủ ngữ mình sử dụng ha. Rồi đối với chủ ngữ là I thì cô sẽ có là do I like playing. Và câu trả lời của cô thì sẽ là short answers. Mình có những cái câu trả lời yes hoặc là no các bạn ha. Vậy thì đối với câu hỏi do I like playing ha thì mình sẽ trả lời là yes I do hoặc là no I don't. Ok. Rồi tiếp đến câu hỏi là do you like playing? Thì câu trả lời của mình sẽ là gì các bạn? Yes you do hoặc là no you don't. Rồi tiếp theo mình có does he like playing? Yes he does. No he doesn't. Does she like playing? Yes, she does. No, she doesn't. Does it like playing? No. Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Do we like playing? Yes, we do. No, we don't. Do you like playing? Yes, you do. No, you don't. Do they like playing? Yes, they do. No, they don't. Okay. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ hệ thống lại ha. Đối với chữ I và chữ you thì mình sẽ có chữ do đứng ở đầu câu. Sau đó động từ like của mình sẽ để nguyên, không thêm gì hết. Và sau động từ like thì có một cái động từ và động từ đó thêm in các bạn nha. Rồi tương tự như vậy thì mình có những cái chủ ngữ số ít như là he nè, she hoặc là it thì mình sẽ mượn cái chữ does đứng ở đầu câu ha. Rồi đối với chủ ngữ you, we, you, they là những chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ sử dụng chữ do đứng ở đầu câu ha. Đối với câu hỏi mà các bạn thấy có chữ do và chữ does đứng ở đầu câu thì các bạn sẽ trả lời hai trường hợp yes hoặc là no các bạn ha. Rồi các bạn lưu ý cho cô một điều. Note that we don't repeat the in verb in short answers. Rồi, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không lặp lại cái động từ thêm in đó vào trong cái câu trả lời yes hoặc là no của mình nha. Rồi, ví dụ ở dưới nè. Jamie, do you like reading? No, I don't. Jamie ơi, bạn có thích đọc không? Jamie trả lời là no, là không ha. Mình không có thích đọc đâu. Và các bạn để ý phía sau này, mình đâu có còn là chữ reading ở phía sau nữa đúng không? No, I don't thôi nha. Rồi, kế bên mình sẽ có does Polly like cooking? Yes, she does. Polly có thích nấu ăn không? Có, cô ấy có thích. Rồi bây giờ mình cùng nhau đọc bài đọc phía trên với cô nha. Do you like skateboarding? Do you like skateboarding? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Rồi, bạn Nam hỏi bạn có thích chơi trượt ván hay không? Bạn có thích chơi trượt ván hay không? Thì bạn này trả lời là có. Còn bạn này trả lời là không, mình không có thích đâu. Ok. Rồi, cùng cô làm tiếp bài tập số 4 các bạn nha. Complete the questions with do or does. Rồi, bài này yêu cầu là mình sẽ hoàn thành câu và mình sử dụng chữ do hoặc là chữ does đứng ở đầu câu hỏi các bạn nha. Rồi, number 1, cô có câu ví dụ cho các bạn ha. Paul like horse riding. Ở đây, chữ Paul của cô là chỉ có một bạn mà thôi. Nếu mà một, đúng không? Thì là chủ ngữ số ít. Thì mình sẽ đi với chữ does.
Vậy thì cô có câu hoàn chỉnh là Does Paul like horse riding? Tương tự như vậy, những câu còn lại các bạn sẽ làm cho cô chọn do hoặc là does phù hợp với cái chủ ngữ. Và cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài nha. Rồi, đã hết thời gian rồi, mình cùng nhau sửa bài tập các bạn nha. Number 2, do you like playing computer games? Number 3, does Jack like playing the piano? Number 4, does Paul like playing volleyball? Number 5, do Amy and Shelley like reading? Number 6, do we like swimming? Rồi tiếp theo mình cùng nhau làm bài tập số 5 các bạn nha. Match 1 to 5 with A to E. Rồi bài tập này người ta yêu cầu là các bạn sẽ nối từ câu số 1 đến câu số 5 với những đáp án như là A, B, C, D và E. Rồi cô có ví dụ number 1. Does Julia like reading? Vậy thì ở đây mình sẽ nối vào đáp án nào bên đây các bạn? À, mình sẽ dựa vào cái chủ ngữ các bạn nha. Julia là con gì? Con gái phải không? Con gái hay là con trai? À, là con gái nha các bạn. Vậy thì mình sẽ chọn cái đáp án nào mà nó có chữ she. Ok, vậy thì đáp án của mình có chữ she là đáp án E ha. No, she doesn't. Rồi mình sẽ nối, mình sẽ ghi cái đáp án E lên trên cái chỗ trống này. Vậy thì những cái chỗ trống còn lại là các bạn sẽ làm cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để làm bài này. Rồi, hết giờ rồi, cùng cô sửa bài tập này nha. Number 2, do we like skateboarding? Đáp án là A. No, we don't. Number 3, does John like playing computer games? Đáp án là B. Yes, he does. Number 4, do Paul and Jim like playing volleyball? Đáp án là C. Yes, they do. Number 5, do you like reading? Và đáp án là câu D. Yes, I do. Rồi, cùng cô tiếp theo bài tập số 6 các bạn nha. Look at the chart. Write questions and short answers. Ok, rồi bài này thì đề bài yêu cầu mình là hãy nhìn vào cái bảng. Rồi, và viết câu hỏi cũng như là câu trả lời ở những cái phần để trống ở dưới đây các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn lên cái bảng nè. Cột đầu tiên thì mình sẽ là những cái nhân vật ha mà mình cần viết lại ở dưới đây. Tiếp theo, hobby là những cái sở thích của những bạn ở đây ha. Và cột cuối cùng là like, có nghĩa là dấu tick là bạn ấy thích nè. Dấu cross là bạn ấy không có thích các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn cùng nhau nhìn vào number 1 ví dụ cho cô. Cô có nè. Câu số 1 là your friends, đúng không? Your friends. Và hobby là reading. Và like là dấu tick. Vậy thì mình sẽ dựa vào hai cái yếu tố trên đây, mình sẽ thành lập cho cô cái câu hỏi trước. Rồi, your friends là chủ ngữ số nhiều nên cô đi với chữ do, được chưa nào? Sau đó là chữ like và đi với động từ ở đây ha, reading. Các bạn nhớ là khi viết câu thì tất cả phía trước những cái động từ này các bạn phải thêm cho cô chữ like nha. Rồi, vậy thì cô có câu là do your friends like reading, được chưa nào? Ở đây thì cô thấy là có dấu tick thì mình sẽ trả lời là yes, they do. Your friends là những người bạn của bạn thì mình sẽ đưa nó về chữ they các bạn nha. Rồi, vậy thì những câu còn lại các bạn nhìn lên bảng và mình viết cái câu hỏi cũng như là câu trả lời cho cô. Cô sẽ cho các bạn 10 giây nha.
Rồi, cùng sửa bài tập với cô nha các bạn. Number 2. Ở đây ha. Does Mary like playing the guitar? No, she doesn't. Number 3. Do you like drawing? Yes, I do. Number 4. Does John like fishing? Yes, he does. Number 5. Do mom and dad like skateboarding? No, they don't. Number 6. Do you and Charlie like surfing? No, we don't. Rồi các bạn ơi, mình đã được học dạng câu khẳng định nè, câu phủ định cũng như câu hỏi và cái cách trả lời của câu hỏi đó ở thì hiện tại đơn đối với động từ like. Và các bạn nhớ là sau like thì sẽ đi với động từ thêm in các bạn nha. Rồi vậy thì các bạn đã rất là cố gắng, cô rất là khen ngợi cái sự cố gắng của các bạn nha. Rồi các bạn ơi, trong quá trình mình học á, mình có những cái thắc mắc thì mình cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin trên màn hình. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.